hàng đó là hàng gửi rồi, cái gì hàng hàng mặt hàng gì chị? Răng đó hả chị? Răng ở đâu gửi lên? Ở dưới phố gửi lên đó hả? À, công ty nha chị. Biên Hòa Đồng Nai. Ở mày nãy giờ có mày nhận, có nhận cái răng nào mày? Răng hả? À, không. Không có nhận răng. Để mình nói chuyện chị thôi. Alo. Cái gì chứ? Răng không có. Lai Bosima không có chị ơi. À. Xe khách.